Đối với người Hàn, giá vé concert thần tượng pop cũng quá đắt. Phần lớn người hâm mộ các nhóm nhạc, ca sĩ K-pop thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Song chính nhóm đối tượng này còn ngồi ghế nhà trường và chưa có công việc ổn định để mua được tấm vé cho chương trình biểu diễn của thần tượng. Do Hy Trăng, một người hâm mộ K-pop cuồng nhiệt trong độ tuổi 20, gần đây đã chi 471.000 won, khoảng 8,5 triệu đồng, để dự 3 buổi concert của nhóm nhạc nam Sunny. Đối với Cho, rất hiếm khi nhìn thấy ngôi sao yêu thích của mình ở ngoài đời thực nên cô muốn trọn vẹn ngắm nhìn và thưởng thức màn trình diễn trong cả 3 ngày. Tuy nhiên, do cho rằng những giá vé này là quá đắt đối với một sinh viên chưa có việc làm ổn định như bản thân mình. Trước đại dịch COVID-19, một vé xem concert có giá khoảng 120.000 won, nhưng gần đây giá vé đã tăng gần 30%, lên 157.000 won, 2,7 triệu đồng. Bạn của tôi đang cân nhắc tìm công việc làm thêm để có tiền mua vé. Chúng tôi phải chịu giá vé cắt cổ để được nhìn thấy ca sĩ yêu thích của mình trên sân khấu. Chúng tôi cảm thấy tình yêu với K-pop đang bị lợi dụng. Nếu giá tiếp tục tăng như thế này, chúng tôi không thể tham gia bất kỳ concert nào nữa trong tương lai, và cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Korean Times. Năm 2019, giá vé tất cả các ghế trong concert Love Yourself, This Yourself của nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS tại sân vận động Olympic ở Samsung, Đông Nam Seoul, đồng giá 110.000 won. Chỉ sau 3 năm, tại concert Permission to Dance on Seoul, diễn ra tại cùng một địa điểm, giá vé VIP đã tăng gấp đôi lên 220.000 won. Một vé tiêu chuẩn cũng tăng 50%, lên 165.000 won. HYBE, công ty quản lý của nhóm nhạc nam BTS, cũng tăng giá vé concert của các đại nhạc khác, bao gồm Tomorrow X Together, TXT, Seventeen và NHYBN. Tất cả vé cho các buổi biểu diễn của họ rơi vào khoảng giá 132.000 won vào năm 2022, giúp công ty kiếm được khoản doanh thu khổng lồ 198,1 triệu USD chỉ tính riêng vé concert. HYBE không dừng lại ở đó. Năm nay, công ty này quyết định bán vé, giúp vào vé tiêu chuẩn với giá lần lượt là 198.000 won và 154.000 won. Tỷ lệ tăng là 50%. Không chỉ người Hàn Quốc, người hâm mộ quốc tế cũng đang bày tỏ sự bất bình trước việc giá vé tăng chóng mặt. Tại Thái Lan, theo hãng truyền thông địa phương MR Online, giá vé xem concert K-pop đã tăng gần 20% kể từ năm 2019. Đặc biệt, một vé VIP cho concert mới nhất của nhóm nhạc nữ Blackpink có giá 14.800 baht, 9,8 triệu đồng, cao gần gấp 3 lần so với giá vé trung bình xem một concert trong nước là 5.270 baht. Một số người hâm mộ Thái Lan đã báo cáo vấn đề này đến cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và được biết rằng chính phủ không có giải pháp nào. Cơ quan luật pháp cho biết không có luật điều chỉnh giá cả do giá cả được thiết lập dựa trên sự đồng thuận giữa người bán và người tiêu dùng. Không thể kiểm soát giá, quy định tương tự cũng được áp dụng cho người hâm mộ ở Hàn Quốc. Theo Lee Eun-hee, giáo sư khoa học tiêu dùng tại Đại học Inha, chính phủ Hàn Quốc không thể kiểm soát giá của những mặt hàng không thiết yếu như vé xem concert. Kiểm soát giá không phải là một lựa chọn trong thị trường cạnh tranh tự do và không có tiêu chí rõ ràng nào để đánh giá liệu một vé có quá đắt hay không. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của hầu hết các loại vé K-pop có vẻ khá cao do chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 5,1% vào năm ngoái. Giá vé tăng cao đến mức người hâm mộ K-pop tức giận, giáo sư Lee giải thích. Bà nói thêm rằng việc áp dụng hệ thống định giá linh động, trong đó giá vé thay đổi dựa trên nhu cầu, cũng không thể là cách giải quyết. Gần đây, HYBE đã áp dụng hệ thống này cho chuyến lưu diễn của thành viên Suga ở Mỹ, gây ra cuộc tranh cãi giữa những người trong ngành. Người hâm mộ sẽ khó có thể hiểu được tại sao họ phải trả nhiều tiền hơn người khác, giáo sư Lee nói. Nữ chuyên gia chỉ ra cộng đồng người hâm mộ K-pop chủ yếu bao gồm những người trẻ tuổi. Theo chỉ số theo dõi doanh số bán hàng Hanteo, những người ở độ tuổi thanh thiếu niên và 20 tuổi, chiếm hơn 89% lượng người hâm mộ K-pop toàn cầu vào năm 2021. Phần lớn người theo dõi K-pop là thanh thiếu niên, những người không đủ khả năng mua vé đắt tiền. Có vẻ như các công ty nhóm nhạc nên tính đến điểm này, bà Lee khuyến nghị, lý do giá vé bị đẩy lên cao. Lee Kiêu Tác, phó giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, đồng tình với quan điểm rằng giá vé concert hiện tại có thể quá đắt so với một nhóm người hâm mộ, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia có sức mua thấp. Tuy nhiên, có những lý do đằng sau hiện tượng này. Đại dịch COVID-19 đã khiến giá cả tăng vọt ở hầu hết mọi thứ, từ nguồn nhân lực đến phương tiện vận chuyển. Các buổi concert K-pop ngày nay đã phát triển về quy mô và chất lượng được cải thiện, vì vậy họ cần nhiều nhân viên và thiết bị hơn. Nhiều buổi biểu diễn trong số đó còn có các ban nhạc sống đi kèm, tất cả đều cần có tiền, đều không thể tránh khỏi tăng giá vé. Ông Lee giải thích, giá vé của các concert thần tượng K-pop tính ra không đắt quá khi so với giá vé của các ca sĩ ở các quốc gia phát triển khác, như nhạc sĩ người Mỹ Bruno Mars và ban nhạc Rock Island U2. Giá cao nhất cho một concert mới nhất ở Hàn Quốc của nam ca sĩ Bruno Mars
diễn ra tại sân vận động Olympic Damsin ngày 17 tháng 6 là 250.000 won. Đối với buổi hòa nhạc Seoul năm 2019 của U2, giá vé VIP đã được bán 454.000 won. Phó giáo sư Lee cho rằng các công ty chủ quản K-pop có hai cách để xoa dịu người hâm mộ đang bất bình. Đầu tiên, họ có thể giảm giá vé bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn ở các địa điểm nhỏ hơn, thu hút nhiều người hâm mộ hơn. Nếu không, họ phải nâng chất lượng biểu diễn lên để khán giả nghĩ rằng số tiền họ bỏ ra đáng đồng tiền bát gạo. Thực tế, nhiều buổi diễn tại các sân vận động lớn có chất lượng không khác nhiều so với các sân vận động nhỏ hơn. Một khi các công ty đầu tư làm phong phú thêm trải nghiệm của khán giả bằng cách thêm nhiều hiệu ứng hình ảnh sân khấu hơn, họ có thể xoa dịu những người phàn nàn về giá vé cao.